thảo luận tại tổ về dự án luật tư pháp người chưa thành niên sáng mùng 8 tháng 6. Tranh án Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Công ước khuyến cáo tất cả các quốc gia thành viên phải có bộ luật riêng về tư pháp người chưa thành niên. Nhưng hiện trong khối ASEAN chỉ còn hai nước chưa có đạo luật riêng về tư pháp người chưa thành niên và Việt Nam là một trong số đó. Đối mặt hình phạt nặng nề, các cháu dễ bị tổn thương. Nhìn nhận cách tiếp cận ở nhiều quốc gia khác nhau, song theo ông Bình các nước đều nhận thấy việc lấy hình phạt và quy trình tố tụng cho người lớn để điều chỉnh một chút rồi áp dụng cho trẻ em là cách làm không hiệu quả. Phân tích quan niệm của thế giới, ông Bình cho biết trẻ chưa thành niên chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, bộ não chưa hình thành đầy đủ, khả năng kiểm soát hành vi kém hơn người trưởng thành, thậm chí thường bốc đồng, manh động. Tranh án Nguyễn Hòa Bình dẫn chứng, các cháu nhiều khi muốn thử nghiệm một hành vi nào đó, với kiến thức pháp luật chưa đầy đủ có thể dẫn đến phạm tội nhưng lại không ý thức được mình đang phạm tội ví dụ đua xe gây rối trật tự vào siêu thị lấy đồ ăn mà không biết mình phạm tội trộm cắp theo ông bình khi kiến thức pháp luật ở độ tuổi này chưa đầy đủ mà phải đối mặt với hệ thống tư pháp và hình phạt nặng nề các cháu sẽ dễ bị tổn thương ông bình đặt vấn đề điều một số cơ quan băn khoăn là chúng ta nhân văn quá với các cháu có phải thả tội phạm ra đường không ông cho biết nhiều nước nghiên cứu nếu các cháu phạm tội cho vào trại giam luôn chỉ làm các cháu chai sạn với nhà tù dễ tái phạm trong khi đó ở những nước áp dụng biện pháp chuyển hướng đưa các cháu khỏi nhà tù, tỷ lệ phạm tội giảm khoảng 85%. Dù việc xử lý người chưa thành niên phạm tội đã được quy định trong 10 luật khác, song theo tránh án, việc xử lý mà cần tới 10 đạo luật thì rất khó khăn cho các cơ quan tư pháp, cần tích hợp vào một luật riêng để xử lý vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn. Thông tin phạm tội của người chưa thành niên phải được bảo mật. Dự án luật tư pháp người chưa thành niên lần này, theo tránh án, được xây dựng trên kinh nghiệm của nhiều nước và khuyến cáo của Liên Hợp Quốc có nhiều yêu cầu tiến bộ nhưng vừa nhân văn, vừa đảm bảo an toàn, trật tự xã hội. Với người chưa thành niên phạm tội, theo ông Bình, không được tuyên tử hình, trung thân, mức án ít hơn nhiều so với người lớn cùng tội danh. Bên cạnh đó, không được giam giữ người chưa thành niên phạm tội như người lớn mà phải có trại giam riêng. Tranh án nói, ở trại giam đều là tội phạm, tội phạm chuyên nghiệp nên có khi lại đào tạo đứa trẻ đó thành tội phạm chuyên nghiệp. Nhấn mạnh phải đảm bảo quyền học tập, quyền tiếp cận thông tin của trẻ, Ông Bình cho rằng nếu trại giam không tổ chức được lớp học, phải cho các cháu học trực tuyến. Ông cũng nêu quan điểm về việc tách vụ án hình sự và cho biết tòa án nhân dân tối cao yêu cầu vụ án nếu có trẻ em phải tách ra giải quyết độc lập. Nếu không tách, thời hạn điều tra phải theo người lớn, đặt các cháu vào tình trạng bị khởi tố, tạm giam kéo dài. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là cán bộ điều tra, truy tố, xét xử phải là những cán bộ có hiểu biết về tâm sinh lý người chưa thành niên, tiến hành xét hỏi trong môi trường thân thiện. Ông Bình nói, nếu gộp chung với người lớn, việc này không thực hiện được. Với người lớn, toàn bộ quá trình phạm tội phải được công khai, nhưng tranh án nhấn mạnh với người chưa thành niên, phải nghĩ đến cuộc đời rất dài của các cháu. Nếu bị công khai, các cháu sẽ bị xã hội kỳ thị, phần đời còn lại sẽ rất mong manh. Vì vậy thông tin phạm tội của các cháu phải được bảo mật. Liên quan quy định về hình phạt, tranh án Nguyễn Hòa Bình nhận định hình phạt hiện nay với người chưa thành niên phạm tội không hợp lý, rất bất cập và quá nặng. Ông Bình phân tích, các cháu phạm tội, ngay lập tức bắt tạm giam đưa vào trại, đó là câu chuyện hiện nay. Nhưng dự thảo cho phép bắt, kiểm soát tại nhà bằng các biện pháp tư pháp chuyển hướng, kiểm soát bằng các thiết bị điện tử, không cho ra ngoài. Theo ông, với những hành vi như đánh nhau, ăn cắp vặt trong siêu thị, hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, không nhất thiết phải đưa vào trại giam. Tranh An nhấn mạnh, hệ thống hiện hành đang có rất nhiều bất cập, cần được khắc phục bằng một đạo luật riêng với nhiều quy định nhân văn. Theo thông báo ngày làm việc thứ 5 ngày 6 tháng 6 của Văn phòng Quốc hội, buổi sáng Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm rõ một số vấn đề thuộc bốn nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn. Sau đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật tư pháp người chưa thành niên, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Trong kỳ họp thứ bảy này, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự ngay đầu kỳ họp. Cụ thể, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15, bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an với Đại tướng Tô Lâm. Ngay sau khi Đại tướng Tô Lâm được miễn nhiệm Bộ trưởng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng được giao điều hành Bộ Công an. Ngày 22 tháng 5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ông cũng được Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Hiến pháp, bên cạnh những nhiệm vụ và quyền hạn. Chủ tịch nước, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, quyết định phong, thăng, giáng tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Võ Tiến Trung, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết. Theo quy định Chủ tịch nước tham gia quân ủy Trung ương, giữ chức ủy viên thường vụ quân ủy Trung ương, chức danh này do Bộ Chính trị chỉ định. Điều lệ đảng quy định, quân ủy Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số ủy viên ban chấp hành Trung ương công tác trong quân đội và một số ủy viên ban chấp hành Trung ương công tác ngoài quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành Trung ương mà thường xuyên là Bộ Chính trị, ban bí thư, đồng chí tổng bí thư là bí thư quân ủy Trung ương cụ thể trong quân ủy trung ương tổng bí thư là bí thư phó bí thư là quân ủy trung ương là bộ trưởng bộ quốc phòng chủ tịch nước thủ tướng chính phủ chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam và một thứ trưởng của bộ quốc phòng là ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương là các tướng lĩnh đảm nhiệm các chức trách trong quân đội như các thứ trưởng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị phó tổng tham mưu trưởng tư lệnh các quân chủng một số tư lệnh quân khu. Quân ủy Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất để Ban chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng, lãnh đạo mọi mặt trong quân đội. Sáng ngày 20 tháng 5, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 tại nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội nhấn mạnh. Kỳ họp thứ 7 có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại phiên họp chủ bị, các đại biểu Quốc hội đã thống nhất rất cao biểu quyết thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Theo đó, Quốc hội làm việc trong 26,5 ngày, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6 năm 2024, chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Về công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2 phần 3 thời gian kỳ họp với 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Đây là khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác. Theo ông Trần Thanh Mẫn, các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri và nhân dân cả nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 để cho ý kiến về 8 dự luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7. Ông Trần Thanh Mẫn nêu, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của sự thảo luật để đảm bảo chất lượng cao nhất khi được xem xét thông qua. Về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của chính phủ về đánh giá bổ sung chất lượng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Phê chuẩn quyết đoán ngân sách nhà nước năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu phân tích khách quan, toàn diện, tập trung vào những vấn đề lớn. Qua đó, đánh giá chất lượng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, nhất là công tác dự báo, dự toán ngân sách nhà nước. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát tối cao chuyên đề về hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025. Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét thảo luận kỹ lưỡng về việc quyết định công tác nhân sự, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ, để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.